Xe tăng lao vào bắn các vị trí của quân Nga ở cự ly gần. Các binh sĩ của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới riêng biệt thứ 56 của Mariupol đã xông vào đồn đền trong rừng, nơi quân chiếm đóng của Nga đã thiết lập một vị trí và bắt một vài lính Nga làm tù binh. Đoạn video đã được công bố trên Facebook của Lữ đoàn. Lữ đoàn không cho biết trận chiến diễn ra ở đâu và khi nào. Các binh sĩ Ukraine tiến vào từ hai phía, trong khi xe tăng lao thẳng vào cứ điểm của Nga và bắn vào chiến hào. Sau đó, bộ binh Ukraine tiến hành bắt giữ tù binh Nga. Quân nhân Ukraine mô tả những gì xảy ra trong video rằng mọi thứ được thực hiện một cách hoàn hảo, hoạt động dứt khoát của xe tăng, hình ảnh rõ ràng về trận chiến từ chính xác trên không, các hành động nhanh chóng và chính xác của bộ binh. Kết quả là một vị trí của địch bị đẩy lùi đã thu giữ được chiến lợi phẩm, kẻ thù bị tiêu diệt và bị bắt giữ thật sự hài lòng với công việc xuất sắc này. Các xạ thủ đã phá hủy vị trí súng cối của quân chiếm đóng ở khu vực Bắc Mút. Binh sĩ của lữ đoàn pháo binh thứ 26 được đặt theo tên hướng Conor Drummond Daskovic đã đăng tải một video trên trang mạng xã hội của mình cho thấy cảnh tiêu diệt một vị trí súng cối của quân Nga ở hướng Bắc Mút. Theo Kranoskert đưa tin, Đoạn video cho thấy cách một máy bay không người lái của Ukraine quan sát một khẩu súng cối của Nga và sau đó vị trí của đối phương đã bị phá hủy bởi một đòn trực diện từ pháo tự hành Krab của Ba Lan. Ukraine chiếm được đài liên lạc của Nga gần Bakhmut nghe lén để có thông tin mật. Một trong những sư đoàn của quân đội Ukraine đã xông vào các vị trí của Nga gần Bakhmut nơi họ tìm thấy đài liên lạc của quân nga. Một số người Nga đã chết, những người còn lại bỏ chạy nhanh đến mức họ vứt bỏ cả máy bộ đàm. Việc nghe lén có thể giúp Ukraine có được thông tin từ các cuộc trò chuyện bí mật của quân Nga. Đoạn video được quay bởi các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine, sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video được xuất bản bởi kênh Telegram Ukraine 365. Những người lính Ukraine đã quay một đoạn video ngắn, trong đó có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của những người Nga binh sĩ ukraine nói rằng vào ban đêm quân đội nga sẽ rút lui vì họ đã mất liên lạc với chỉ huy và chỉ huy đại đội của họ đã chết một quân nhân ukraine nói trong video người này nói rằng hôm nay khi trời tối anh ta sẽ dẫn binh lính của mình rời khỏi vị trí của họ để rút lui bởi vì họ thật sự trở nên mất phương hướng khi không có mệnh lệnh nào được đưa ra tại đây đại đội trưởng của họ đã hy sinh và bây giờ họ không còn liên hệ gì với cấp trên theo tôi hiểu, chỉ huy của họ kết nối qua một chiếc điện thoại Motorola, thứ mà tôi hiện đang có trong ba lô. Lực lượng vũ trang Ukraine săn lùng xe tăng nga gần Bắc Mốt, kênh Donbass 24 trích dẫn thông tin từ nhóm phân tích có tên Chính phủ Ngầm của Ukraine cho thấy cách quân đội nước này săn lùng và tiêu diệt xe tăng nga ở phía tây Klishchiivka. Các nhà phân tích cho biết, chiếc xe tăng đã bị tiêu diệt bằng Javelin bởi các binh sĩ của lữ đoàn tấn công biệt lập số 5 ở Kritschivka. Trong video, bạn có thể thấy cách quân đội Ukraine truy lùng xe tăng Nga. Kết quả là lực lượng phòng thủ đã phá hủy được thiết bị của đối phương. Người Ukraine ghi nhận công việc của lực lượng phòng vệ với các bình luận bên dưới bài đăng rằng Vinh quang là đây. Đây có phải là cuộc chiến đầu tiên được ghi lại chi tiết như vậy không? Trước đây họ cũng làm như vậy ư? Làm tốt lắm các bạn, đây là cách duy nhất để đuổi những người Nga này ra khỏi đất nước của chúng ta. Nhóm phân tích cũng cho biết tình hình hiện tại theo hướng Bắc Mút. Như các chuyên gia cho biết, quân Nga đang tiến vào thành phố. Họ viết, bóng tối ở Bắc Mút, kẻ thù đã tiến vào thành phố dọc theo Levenetsky. Quân Nga mất vị trí 199,5, 1 km về phía đông nam gần Bodanipka. Tình hình ở trường Sputka vẫn chưa được làm rõ có thông tin cho rằng kẻ thù đã bỏ vị trí ở đó. Nga cho biết đã quét sạch sở chỉ huy Ukraine bằng đạn thông minh Krasnopol. Theo kênh truyền thông nhà nước Nga TASS, các đội pháo Masta S, Master của Nga đã quét sạch một sở chỉ huy của Ukraine bằng đạn thông minh Krasnopol ở khu vực Kupiansk. Người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga, ông Sergei Zibisky, nói với TASS hôm thứ Hai, Người phát ngôn cho biết, các đội pháo binh Master S và Master B đã phá hủy một sở chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 122 gần khu định cư Gatiste. Hai khẩu pháo Acacia và Kjopdika cùng một khẩu súng đất đối không gắn trên xe tải gần các cộng đồng của Petropavlovka, Petrochepnevoya và Atiomovka bằng đạn tấn công chính xác Krasnopol. Ông cho biết thêm, một hệ thống tên lửa phòng không to của Nga đã phá hủy một máy bay không người lái do thám F của Ukraine. Theo TASS, đạn thông minh Krasnopol là một loại đạn pháo dẫn đường chính xác, bao gồm một quả đạn điều chỉnh hỏa lực có sức nổ cao và một thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser để hướng quả đạn vào mục tiêu. Đạn 152mm có thể được sử dụng bởi tất cả các loại hệ thống pháo binh, bao gồm hệ thống pháo tự hành Mars-S, Mars SM và Qualicia SP đạn với đầu đạn nặng 8 kg có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 km. Bộ chỉ định mục tiêu Krasnopol có thể khóa 3 mục tiêu cùng một lúc. Phiên bản Krasnopol M2 mới nhất sử dụng đạn 155 ly có tầm bắn xa hơn 26 km và cải thiện độ chính xác khi bắn trúng các mục tiêu cỡ nhỏ. Ngoài ra, các tính năng của đạn pháo được nâng cấp giúp tăng cường hỏa lực và khả năng tấn công mục tiêu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm, ngay cả trong điều kiện gió mạnh và mây mù dày đặc. Quân đội Nga đã sử dụng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol trong cuộc chiến của họ ở Syria. ISW, Nga đánh lạc hướng dư luận trong nước, không thừa nhận chiến thắng của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Bộ Quốc phòng Nga đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi những thành công gần đây của Ukraine gần Bakhmut, bằng cách ca ngợi những nỗ lực phòng thủ của Nga trước các cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã ca ngợi những nỗ lực phòng thủ của các đơn vị như Lữ đoàn Súng trường Cơ giới riêng biệt số 4 thuộc Quân đoàn 2 Quân đội Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở phía nam Ivansky, Lữ đoàn Súng trường Cơ giới cận vệ riêng biệt số 200 thuộc Quân đoàn 14 Hạm đội phương Bắc ở phía đông Botanivka. và Lữ đoàn Cơ giới hóa cận vệ số 6 Sư đoàn Súng trường thuộc Tập đoàn Quân hỗn hợp cận vệ 20 quân khu phía Tây tại một khu vực không xác định trên tuyến solida Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc phản công của Ukraine và chỉ huy trưởng Lữ đoàn 4, Đại tá Vyacheslav Makarov cùng phó tư lệnh cho quân đoàn công tác chính trị quân sự số 2 của Quân đội Cộng hòa Nhân dân Luan tự xưng, Đại tá Yevgeny Proko đã hy sinh trong khi chỉ huy các nỗ lực phòng thủ tương ứng của họ. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng họ đã trao huy chương chiến đấu và giải thưởng nhà nước cho các quân nhân Nga bảo vệ các vị trí chiến đấu của họ, và sau đó đã đăng tải đoạn phim quay cảnh giới lãnh đạo quân đội Nga trao tặng hơn 120 quân nhân nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm vì lòng can đảm, vì sự xuất sắc trong quân đội và vì sự quả cảm trong chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga có khả năng tìm cách xoa dịu những lời chỉ trích trong không gian thông tin về việc bộ quốc phòng không thừa nhận những thành công trên chiến trường của ukraine, điều này phù hợp với việc điện kremlin gần đây đã hướng dẫn cách đưa tin để hạ thấp thành công của quân đội ukraine. bộ quốc phòng nga cũng đặc biệt nhấn mạnh những nỗ lực của các lực lượng chính quy của mình so với các lực lượng không chính quy, bao gồm cả lính wagner hoạt động ở bắc mốt. câu lạc bộ những người yêu nước giận dữ mới được thành lập của cựu sĩ quan Nga và người theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành Igor Gorkin, đang tiếp tục nỗ lực mở rộng sự hiện diện và gây ảnh hưởng đến diễn ngôn công khai. Câu lạc bộ đã thông báo vào ngày 14 tháng 5, theo giờ địa phương, rằng họ đang thành lập các chi nhánh khu vực và kêu gọi các chính trị gia giàu kinh nghiệm, các nhà lãnh đạo dư luận và người đứng đầu các tổ chức của Nga tham gia. Câu lạc bộ Những Người Yêu Nước Giận Dữ cũng tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở Moscow vào một ngày không xác định trong tháng 6. Theo đó, họ sẽ đề cập đến cách Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Chương trình bình luận của truyền hình Trung Quốc bị chuyên gia chê cười vì khen màn trình diễn quân sự của Nga. Chuyên gia các vấn đề thời sự người Hoa có quốc danh Lão Ngư có điều muốn nói đã viết một bài bình luận về việc truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV có lời ca ngợi lễ duyệt binh của Nga. Theo chuyên gia, lời nói đó rất đáng gây chú ý. Sau đây, là một vài nội dung chính trong bài viết được đăng trên China News ngày 9 tháng 5 là ngày chiến thắng thế chiến thứ hai của nga trên thực tế hầu hết các quốc gia trên lục địa châu âu đều ấn định ngày 8 tháng 5 là ngày chiến thắng thế chiến thứ hai còn nga bởi chênh lệch múi giờ nên ấn định là ngày 9 tháng 5 theo thông lệ nga sẽ tổ chức diệt binh ngày chiến thắng vào ngày này thời điểm trước khi diễn ra lễ diệt binh hàng năm của nga cũng rất đáng để xem Đặc biệt là vào năm 2010, người Nga thậm chí còn mời người Mỹ đồng loạt đi bộ trên quảng trường đỏ. Mọi người đều biết, bản thân người Mỹ rất ít tổ chức duyệt binh. Họ có thể đến Moscow là việc rất giữ thể diện. Vào thời điểm đó, một nhóm lính Mỹ với súng trường M4 đi qua quảng trường đỏ thưa thớt. Điều này đã trở thành một cảnh tượng hiếm thấy. Tuy nhiên, thời gian đã thay đổi và mọi thứ ngày nay đã khác. Ngày chiến thắng năm nay đối với người Nga đã có chút xấu hổ. Nga ban đầu đã lên kế hoạch cho cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài 3 ngày đối với Ukraine, nhưng thực tế, kế hoạch này đã kéo dài hơn một năm. Trong thời gian đó, Nga không những không thắng mà còn mất mát nhiều binh sĩ, tướng tá, đội quân tinh nhuệ và vũ khí tối tân. Vì vậy, trước ngày 9 tháng 5 năm nay, đã có tin đồn rằng Nga sẽ hủy cuộc duyệt binh, nhưng Tổng thống Putin và các cấp lãnh đạo của ông hẳn cảm thấy rất xấu hổ nếu hủy cuộc duyệt binh năm nay sau bao nhiêu năm, nên đã quyết định tổ chức cuộc duyệt binh theo thông lệ. Nhưng vấn đề là một lượng lớn lực lượng thiết giáp tiên tiến nhất của Nga hiện đang chiến đấu ở Ukraine, hoặc đã bị hạ gục bởi tên lửa chống tăng Javelin, hoặc bị thổi bay bởi hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142, hoặc bị nông dân Ukraine kéo về nhà. Tại cuộc duyệt binh ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm nay ở Moscow, ngoài đội hình binh lính từ nhiều binh chủng của quân đội Nga, 51 chiếc xe chiến đấu của quân đội Nga đã tham gia duyệt binh, trong đó có một chiếc xe tăng T-34. Trong thế chiến thứ hai cũng là chiếc xe tăng duy nhất. Trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng của Nga năm 2020 có tổng cộng 216 thiết bị quân sự tham gia, con số này vào năm 2021 là 197 và chỉ còn 131 thiết bị quân sự trong năm 2022 được biết một phần đoàn xe tham gia duyệt binh trên quảng trường đỏ vào ngày chiến thắng đã được điều động từ chechnya để bổ sung đội hình nhìn theo cách này việc phi quân sự hóa do tổng thống putin đề xuất trước cuộc xâm lược ukraine đã khá thành công khi bản thân nga gần như đã được phi quân sự hóa số lượng khách mời tham gia cuộc duyệt binh năm nay cũng tạo nên kỷ lục ít nhất trong lịch sử chỉ có lãnh đạo của bảy nước cộng hòa thuộc liên xô cũ đến dự và bọn họ đều tuyên bố tham gia vào rời chót Cuộc phản công của Ukraine là phép thử lớn với sự kết hợp của các loại vũ khí phương Tây. Ukraine hiện đang có vẻ tiến hành các động thái mở đầu cho một cuộc phản công mùa xuân và mùa hè rộng lớn hơn, đồng thời đã có những xác nhận về việc các lực lượng Ukraine ở Bắc Mốt đã tiến được vài km. Cuộc tấn công này của Ukraine sẽ là phép thử với các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev trong 6 tháng qua có thể thay đổi cuộc chơi hay không. Điều này rất quan trọng. Thì nhìn chung phương tây đã cung cấp cho ukraine một số lượng lớn các loại vũ khí và hệ thống khác nhau để giúp ukraine trong cuộc đối đầu với các lực lượng của nga ukraine đã chứng tỏ khả năng của mình trong các hoạt động phối hợp phức tạp vào năm ngoái và cũng đã giành được một số vùng lãnh thổ nhất định phần lớn các khu vực được thái chiếm không phải thông qua giao tranh ác liệt mà là trong các hoạt động chớp nhoáng và nga có vẻ bị động ở những khu vực này nhưng cũng chưa rõ liệu ukraine có thể chiếm ưu thế trong một cuộc giao tranh kéo dài cường độ cao hay không trong nhiều tháng qua, giao tranh giữa hai bên đã diễn ra liên tục xung quanh khu vực Bắc Mốt và Nga đã sử dụng các lực lượng và vũ khí khác nhau, đặc biệt là lực lượng quân sự tư nhân và pháo binh. Mặt khác, Nga cũng đã theo kịp Ukraine để sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công một số mục tiêu trọng yếu của Ukraine. Trong khi đó, hệ thống phòng không của Ukraine đã trở nên tốt hơn nhiều ở những tháng gần đây, có thể bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa từ Nga, năng lực phòng thủ này có sự đóng góp của các hệ thống vũ khí từ phương Tây, chẳng hạn như hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp. Vấn đề trên cho thấy trong thời gian tới, Ukraine sẽ càng ngày sử dụng nhiều hệ thống vũ khí được viện trợ từ phương Tây để đối phó với các lực lượng nga. Ukraine hiện đã nhận được rất nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm các hệ thống phòng không, chẳng hạn như hệ thống Arist của Đức, Caesar Howitzer của Pháp và HIMARS của Mỹ, cũng như nhiều loại xe tăng, xe bọc thép từ phương Tây. Đức mới đây cũng công bố một gói vũ khí mới lớn cho Ukraine, có thể bao gồm nhiều xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard, hệ thống phòng không Aristi máy bay không người lái, phó tự hành Gepard cùng các phương tiện chiến đấu và đạn dược khác. Với nhiều loại vũ khí được viện trợ từ phương Tây như đã liệt kê ở trên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tất cả các hệ thống này liên kết với nhau và liệu những binh sĩ Ukraine được huấn luyện trong thời gian ngắn có sử dụng chúng tốt và hiệu quả hay không? hiện tại ukraine đang nhận được một tập hợp nhiều loại vũ khí và có thể gặp khó khăn trong việc phối hợp hiệp đồng tác chiến kết hợp chúng lại với nhau để đạt được hiệu quả đặc biệt vấn đề này diễn ra trong bối cảnh một cuộc chiến tranh tiêu hao khi các lực lượng nga sẵn sàng tấn công đẩy phá hủy ngay khi chúng chuẩn bị được đưa vào hoạt động mặt khác trong giao tranh các chiến dịch tấn công thường khó hơn phòng thủ và nhiều hệ thống vũ khí mà phương tây viện trợ lại có mục đích nhằm giúp ukraine phòng thủ sau đó, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là chúng sẽ hoạt động như thế nào khi phải chuyển trạng thái? Mặt khác, Nga dường như vẫn chưa khai triển các đơn vị cũng như loại vũ khí tốt nhất của mình và đang tích trữ các nguồn lực để sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, phương Tây cũng muốn xem các hệ thống mà họ viện trợ hoạt động như thế nào. Đối với các nước phương Tây, việc Ukraine sử dụng ổ ạt các vũ khí cũng đang tạo ra một vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Ban đầu, phương Tây đã vội vã chuyển các hệ thống vũ khí cũ cho Ukraine và thậm chí còn lập ra các thỏa thuận với một số quốc gia ở châu Âu, nơi các nước đó sẽ gửi các hệ thống vũ khí cũ cho họ, một số có từ thời chiến tranh lạnh hoặc những năm 1990 để đổi lấy những trang thiết bị mới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các kho tiếp tế đang cạn kiệt và phương Tây sẽ cần phải cải thiện tổ hợp công nghiệp quân sự của mình để đáp ứng nhu cầu. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi quân đội Ukraine buộc phải dựa vào rất nhiều hệ thống vũ khí khác nhau mà không nhất thiết phải có sự đồng bộ và kết nối tốt? Đây chính là câu hỏi mà đáp án có thể được tìm sau các cuộc phản công của Ukraine trong thời gian tới. Thêm một hệ thống hỏa tiễn pháo phòng không Panzer S1 của Nga bị Ukraine tiêu diệt. Theo trang tin quân sự Defense Express, lực lượng vũ trang Ukraine vừa phá hủy thêm một hệ thống hỏa tiễn pháo phòng không Panzer S1 của Nga bằng pháo phản lực phóng loạt. Ấn phẩm cho biết hệ thống Panzer S1 có lẽ đã bị phá hủy ở Luhansk. Hệ thống được phát hiện bởi máy bay không người lái Leleka 100 của Ukraine. Trước đó, một hệ thống Panzer S1 khác của Nga bị quân đội Ukraine tiêu diệt ở Bakhmut. UAV không xác định lại bay vòng quanh Điện Kremlin và các đơn vị quân đội ở Moscow. Tờ Dialogue của Ukraine đưa tin, vào ngày 14 và ngày 15 tháng 5, tại trung tâm Moscow gần Điện Kremlin, có báo cáo về những chiếc máy bay không người lái không xác định đã vườn quanh trên bầu trời. Ấn phẩm dẫn nguồn từ kênh Telegram 365 cho biết, vào ngày 15 tháng 5, lúc 0 giờ 2 phút, một cảnh sát phát hiện một máy bay không người lái khác trên bầu trời thủ đô chiếc UAV bay về phía công viên Yari Adi. Việc tìm kiếm máy bay không người lái không mang lại kết quả nào. Ngoài ra, tại khu vực Moscow, một UAV đã bay trên một số nhà máy và đơn vị quân đội. Một ngày trước đó, cư dân Moscow đã báo cáo về các UAV không xác định trên đường Vành đai Moscow và Kutuzovsky Prospect. Máy bay không người lái cũng được nhìn thấy ở khu vực Điện Kremlin. Hiện chính quyền Nga chưa có bất kỳ bình luận nào về các báo cáo này quan chức Ukraine chế diệu chiến hào của Nga, hãy để họ đào càng nhiều càng tốt. Ông Alexei Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, đã chế diệu nỗ lực của quân đội Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của họ bằng cách đào hàng trăm km chiến hào. <laughs> chia sẻ với kênh 24, ông Danilov nói, cứ để họ đào, hãy để họ đào càng nhiều càng tốt, càng rộng càng tốt và càng sâu càng tốt. Ông cũng đề nghị người Nga hãy làm điều đó trên lãnh thổ của mình, liệt kê các thành phố của Liên bang Nga. Nga rất lớn, có nơi để đào, có Kursk, Belgorod, Moscow, Tambov, còn gì nữa không? Tula, hãy để họ đào. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cũng cho rằng, dù Nga có đào bao nhiêu đi nữa cũng không giúp được gì. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và họ cuối cùng sẽ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Thưa quý vị, theo dự đoán của một cự sĩ quan tình báo MI6 của Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ không được an toàn ngồi trong Điện Kremlin nếu Nga thua trận ở Ukraine. Hôm thứ hai, khi được Sky News hỏi, Tổng thống Nga có thể nguy hiểm như thế nào nếu thất bại ở Ukraine, cự sĩ quan Christopher Stills nói tình hình sẽ bất ổn và có khả năng ông Putin sẽ bị phế truất. Ông Stills cho biết từ lâu, ông đã dự đoán một kịch bản như vậy cuối cùng sẽ xảy ra nếu người Nga không thắng thế trên chiến trường. Theo BBC, Ủy ban bầu cử của Campuchia hôm 15 tháng 5 đã loại đảng Anh Nến, đảng đối lập duy nhất, khỏi cuộc bầu cử vào tháng 7 với lý do không nộp các tài liệu đăng ký thích hợp. Các đảng khác đã đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử, nhưng việc đảng Anh Nến bị loại có nghĩa là đảng nhân dân Campuchia cầm quyền dường như sẽ tranh cử mà hầu như không có đối thủ nào. Một số nhà hoạt động và nhà ngoại giao lên tiếng cảnh báo, phản đối điều mà họ gọi là hành động đàn áp đối thủ của Thủ tướng Hun Sen đã cầm quyền lâu năm, lo ngại rằng cách hành xử đó có thể làm suy yếu tiến trình dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này. Khi được đề nghị bình luận về việc đảng anh nén bị loại, người phát ngôn của CPP, Sok Esan, cho biết cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng, đồng thời nói thêm rằng hơn 10 đảng đã đăng ký. Ông Hun Sen từng nói trước đây rằng đảng CPP sẽ thống trị nền chính trị tới 100 năm. Trước quyết định của Ủy ban bầu cử, các nhà lãnh đạo đảng Anh Nến nói với BBC rằng đây là một kết quả đáng thất vọng, tuy nhiên chúng tôi sẽ khiếu nại lên hội đồng hiến pháp. Tuy chỉ mới hoạt động hơn một năm, song thực ra đảng Anh Nến là sự quay trở lại của đảng cứu nguy quốc gia Campuchia một phe đối lập được nhiều người ủng hộ đã bị tòa án tối cao giải tán hồi năm 2017 trước một cuộc bầu cử mà CPP giành chiến thắng toàn diện. Nhiều cựu thành viên CNRP đã bị giam giữ hoặc bị kết án. Nhiều người bị kết án vắng mặt đã phải sống lưu vong trong bối cảnh ông Hun Sen mạnh tay đàn áp những người chỉ trích. Ông Hun Sen là một trong những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất thế giới, đã nắm giữ quyền lực ở Campuchia suốt 38 năm qua. Kính thưa quý vị, tiếp sau đây là phần nội dung liên quan đến nền tảng xem trực tuyến Chen Yun Chua Pin. Một bộ sưu tập tuyệt đẹp của những sáng tạo nghệ thuật từ Chen Yun. Hành trình xuyên suốt 5.000 năm của văn hóa thần truyền Trung Hoa bắt đầu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hãy đăng ký ngay bây giờ để âm nhạc và vũ điệu của Chen Yun lay chuyển bạn. Nếu trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều mơ ước thì đây là một chương trình đẹp hơn những giấc mơ. Hoành tráng, lộng lẫy, hấp dẫn, cuốn hút và không bị nhàm chán. Number one. Tuyệt vời, đến cả tuyệt vời. Heavenly. Con người cả nghị lực, cả trí khôn, cả sự rèn luyện cũng có thể đạt tới một ngưỡng nào đó. Nhưng mà để đạt được đến ngưỡng như Senju thì có lẽ là phải có thần rất thịnh soạn và đẳng cấp cao, cái quy tuyên văn hóa cao, cái này phải tinh hoa mới nắm, mới nắm được.